thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, từ muôn đời nay, người phụ nữ, một nửa của thế giới, luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca nhạc họa, là một suối nguồn yêu thương không bao giờ vơi cạn. Hôm nay, trường đại học Trần Quốc Toàn chúng tôi xin gửi tới hội thi tác phẩm nghệ thuật hướng về ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh phụ nữ Việt. Thay mặt cho nhóm tham gia dự thi, tôi xin trình bày ý tưởng của nhóm với chủ đề Suối nguồn yêu thương. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Dù cho biển cạn non mòn, suối nguồn tình mẹ mãi còn khắc ghi. Trắng ngần là cánh hoa bi, mà như lời mẹ thầm thì vấn vương. Màu vàng của đóa hướng dương, ấm như tình mẹ yêu thương dạt dào. Dù cho biển rộng trời cao, làm sao sánh được công lao mẹ hiền. Nón trắng e ấp làm duyên, công dung ngôn hạnh mẹ truyền cho con. Con đi cuối biển đầu non, vẫn luôn nhớ mẹ gối mòn bên hiên. Kết nối Nam Bắc hai miền, mẹ phụ nữ Việt con tiên cháu rồng. Ẩn trong những đóa hoa hồng là tình yêu mẹ thương chồng thương con. Tấm lòng chung thủy sắt son, thơm nồng ngây ngất kết tròn hoa linh. Mẹ nâng bước chúng con đi, đường đời muôn nghèo ngại gì gian nan. Màu xanh lá thiết mộc lan, ngát như tình mẹ muôn vàn yêu thương. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, người phụ nữ Việt hiện đại mà sâu sắc, nhưng trong tất cả nổi bật lên đó chính là tình yêu chồng thương con, mà như dòng suối nguồn bất tận không bao giờ vơi cạn. Vâng, phần trình bày của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, ban giám khảo, chúc hội thi thành công rực rỡ.